Đúng 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch, năm con giáp bứt phá đổi đời, chạm đỉnh giàu sang, trở sạch nợ nần sau 3 đêm. Từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch chính là cái thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa đối với năm con giáp này. Các bạn sẽ ôm trọn may mắn hết phần của thiên hạ, hai tay hái ra vàng, ra bạc. À, kính thưa quý vị, sau bao chuỗi ngày chờ đợi thì cái thời điểm may mắn cuối cùng cũng đã đến với năm con giáp này. Trong 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch, năm con giáp này sẽ gặp được những cơ hội đầu tư làm giàu, gia tăng cái thu nhập cho mình. Những người kinh doanh cũng sẽ có một cái ngày buôn bán thuận lợi, xuân sẻ, hàng hóa nhập về đến đâu thì bán hết tới đó. Hơn thế nữa, năm tuổi này còn có thêm được nhiều khách hàng mới, tiềm năng, giúp ích khá nhiều cho cái việc mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn trong tương lai. Những người đi làm hưởng lương thì nhận được cái sự giúp đỡ hết mình của bạn bè, của đồng nghiệp. Vậy nên, Quý vị sẽ hoàn thành nhanh chóng những cái việc được giao và cực kỳ hiệu quả. Bên cạnh đó, một vài người cũng sẽ có lộc ăn uống được người thân, được bạn bè chiêu đãi những cái món ngon vật lạ. Một lần nữa, xin được chúc mừng tất cả những con giáp may mắn có tên trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên không ai khác thì đó chính là những người tuổi dần. À, thưa quý vị, những người tuổi dần thì quý vị biết đấy, họ là những người thông minh, lanh lợi và hay thể hiện được cái tài lẻ của bản thân. Những cái ưu điểm đó cũng sẽ dễ được phát huy trong cái thời gian 3 ngày trước rằm tháng tháng 2 âm lịch và đem đến cho các bạn nhiều cái lợi thế về bản thân. Nói chung ấy, phàm về số đông, những người tuổi dần là những người có tính cố chấp, việc gì họ chưa làm xong thì không bao giờ chịu ngưng nghỉ. Khi làm việc thì họ không câu nệ, xong chủ yếu là ưa thích những cái việc lớn những người tuổi dần là những người nhiệt tình có hoài bão lớn thực sự cầu tiến và cầu thị họ là những người khẳng khái quyết đoán dũng cảm dám làm việc nghĩa giúp những người khác với cái lòng bác ái của mình họ là những người có ý thức độc lập mạnh mẽ không muốn người khác lãnh đạo mình có đức tính lạc quan dám nghĩ dám làm ham thích cái sự đổi mới một đức tính đặc biệt là họ đơn giản tự nhiên đầu tiên phải kể đến cái vận may trong cái sự nghiệp của những người tuổi dần khá là tốt nói chung ấy trong cái thời gian này ba ngày trước rằm tháng 2 âm lịch thì công việc của các bạn sẽ diễn ra xuân sẻ khả năng của các bạn cũng sẽ được cải thiện và có thể gì lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh với những người còn trẻ tuổi thì nên tích cực ngoại giao làm ăn và đẩy mạnh cái lĩnh vực kinh doanh ai muốn khởi nghiệp hợp tác thì nói chung ý, cũng tranh thủ cái thời gian này à, đây là một cái thời điểm mà khá là thuận lợi hành thông tiền tài thì cũng sẽ tìm đến với những người tuổi dần. đặc biệt thì những người tuổi dần kiếm tiền khá nhiều và có nhiều cái lợi thế trong công việc kinh doanh làm ăn. ở à, bên cạnh đó những người tuổi dần cũng tránh được khá khá những cái rắc rối về tiền bạc nhờ cái khiếu hài hước khéo léo ăn nói của mình. với những người tuổi dần thì họ ưa thích những cái công việc thuộc cái phạm vi lãnh đạo. mặt khác họ cũng là những người mà có tài thích tham gia vào những cái việc động trời những người tuổi dần trong cuộc đời thì cần phải khắc phục một vài cái nhược điểm như là gì cái tính kiêu ngạo thiếu khiêm tốn thường xuyên gì bảo thủ chủ quan à, trong các mối quan hệ giao tiếp hay nóng nảy thiếu cái sự khôn khéo dễ tin người dễ xúc động dễ xa vào cái cạm bẫy của kẻ tiểu nhân à, khắc phục được cái tình trạng bị lẻ loi cô độc trong công việc phải nghiêm khắc với bản thân về cái tư tưởng đại khái qua loa đối với công việc trong cái chuyện giao tiếp À, khi mà khắc phục được những điều điểm này ấy, thì những người tuổi dần sẽ dễ dàng trở thành một con người là bình hòa dễ chịu và sẽ có nhiều cái người bên cạnh tương trợ giúp đỡ. Vậy nên cái vận trình của họ càng ngày càng thăng tiến, rực rỡ và thành công ngày một lớn lao hơn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi dần hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hậu thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dần. Đó là con giáp may mắn đầu tiên trong gì 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai trong 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch không khác đó chính là những người tuổi dậu. Ở những người tuổi dậu ấy thì là những người mà thực tế nhiệt tình trung thực và tiết kiệm hoặc là những người bảo thủ chân thành tận tâm và có thể sống một cuộc sống đầy màu sắc nhờ cái việc chăm chỉ làm ăn tuy nhiên đôi khi những người tuổi dậu có một cái khoảng thời gian khó khăn và chờ đợi đúng không ạ nói chung ấy trong thời gian này chính trong cái quá trình chờ đợi thì các bạn có thể tích lũy thêm cái kinh nghiệm và có được cái cơ hội mới. Khi đó, đời sống của các bạn sẽ gì thuận buồm xuôi gió và sẽ gặp được cả phước lành lẫn tài lộc. Nói chung ấy, trong 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch thì sự nghiệp của những người tuổi Dậu như được gì vén cái màn mây mờ che phủ mà hanh thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ gì đều cũng sẽ gặt hái được những cái thành quả tốt đẹp. À, những người tuổi Dậu thì sẽ phát huy được cái tài năng thiên bẩm, không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng thăng tiến thì mãnh liệt. Theo đó, cái hiệu suất công việc tăng cao, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức cho những người tuổi dậu. Thưa quý vị, dù có thời điểm những cái khó khăn khách quan từ cái thị trường hay là từ tiểu nhân quấy phá, thì những người tuổi dậu vẫn kiên định với cái mục tiêu tỉnh táo ứng biến, thu về những kết quả đầy thuyết phục. Nói chung ấy, trong cái thời gian 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch, thì những người tuổi dậu lại vượng vận quý nhân đại diện cho những người quyền quý về cái trưởng bối giúp sức con đường thăng tiến của những người tuổi dậu cũng được thanh thang mở rộng từ đó dù rằng phải đối diện với nhiều cái thách thức và cái khó khăn nhưng mà sau tất cả thì những người tuổi dậu vẫn đứng trên cái đỉnh vinh quang nhưng quý vị vẫn nên nhớ thành công không phải là một cái chuyện một sớm một chiều mà nó là cái sự tích lũy và nỗ lực lâu dài vậy nên đừng bao giờ thôi cố gắng khi mà chạm tay đến cái đỉnh vinh quang thì cũng đừng có ngủ quên lơ là kẻo cái niềm vui ngắn ngủi nó lại gì bay đi mất và quý vị lại tự chuốc lấy những cái thất bại về mình. Thêm nữa, trong thời gian này thì cái mệnh lý của những những người tuổi dậu vốn đã vượng tài, rất có duyên với kinh doanh buôn bán, đời sống vật chất cũng như là tinh thần thì nhìn chung ấy, khá là sung túc, tiền cứ hết rồi lại có, à, không quá eo hẹp về cái chuyện chi tiêu. Nói chung ấy, trong thời gian này thì cái vận khí tăng lên mạnh mẽ tài vận vì thế cũng được khởi vượng cả chính tài và thứ tài thì đều được khởi sắc cái nguồn thu nhập chính phụ đều gia tăng điều đó có nghĩa là dù những người làm công ăn lương hay là những người làm đầu tư kinh doanh buôn bán vân vân thì đều có thể đạt được những cái mục tiêu tài chính của mình à, theo đó con đường kiếm tiền con đường làm giàu không còn khó khăn như trước nữa trái lại nó xuất hiện nhiều cái cơ hội mới quan trọng là những người tuổi dậu có chủ động nắm bắt và nỗ lực không ngừng hay không mà thôi. Bên cạnh đó, trong thời gian 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch thì nhiều cái niềm vui cho cái chuyện tình cảm nó cũng sẽ đến với những người tuổi dậu. Nhìn chung, ấy, gia đạo thì yên ổn, ít phải lo lắng trong chuyện cãi vã hoặc là nếu có xung đột xảy ra ấy, thì đôi bên cũng nhanh chóng hòa giải, gia đình thì lúc nào cũng chăm ống ngoài êm. À, trong thời gian này, nói chung, những người tuổi dậu đừng nản trí vì chỉ cần 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch À, thì vận mệnh của các bạn cũng sẽ được cải thiện dần đời sẽ dạy các bạn biết những cái bài học đắt giá và chỉ cho bạn những cái lối đi có thể kiếm được nhiều tiền chữa được những cái khó khăn những cái vất vả trong thời gian sắp tới vì thế để gia tăng thì cái may mắn tài lộc cho mình những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để được trợ mệnh hộ thân Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong 3 ngày tới không ai khác đó chính là những người tuổi ngọ. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch thì những người tuổi Ngọ có cái tâm hồn tinh tế, khiêm tốn trong cách ứng xử với những người khác và thận trọng trong mọi việc và rất được mọi người yêu mến. Không chỉ có mối quan hệ thân thiện, thân thiết với cha mẹ mà có thể nhận được cái sự giúp đỡ từ anh chị em. À, tuy nhiên, đa cảm cũng là một cái điểm yếu trong cái tính cách của họ, giàu cảm xúc, dễ bị ảnh hưởng bởi cái tâm trạng thất thường À, có thể sẽ gây ra những cái vấn đề về sức khỏe của bản thân. Những người tuổi ngọ nhờ vào cái phúc phần của bản thân nên thường đưa ra cái quyết định đúng đắn. Mọi việc sẽ diễn ra được suôn sẻ thuận lợi. Đó. Vậy nên quý vị cũng cần phải gì thành tâm và có được một cái sự nỗ lực cố gắng hết mình trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Nói chung ấy trong 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch thì công danh sự nghiệp của những người tuổi ngọ cũng sẽ được thăng tiến không ngừng liên tục có sự thay đổi mở mang theo cái chiều hướng tốt. Dù là làm ăn xa nhà hay là ngoại giao ấy, thì đều gặp được quý nhân phù trợ, thu về những cái thành quả đáng ngưỡng mộ. Trong thời gian này với những người làm công ăn lương thì sẽ giữ vững được cái tinh thần học hỏi và phấn đấu không ngừng, dễ khẳng định được cái năng lực, con người cũng được nâng cấp lên và không ít cơ hội thăng tiến nó sẽ đến ngay trong tầm tay, chỉ cần những người tuổi ngọ chủ động nắm bắt thì sẽ thu về cái tài lộc đời mình. Với những người làm ăn kinh doanh buôn bán hay là tự làm chủ ấy thì cái công việc làm ăn nó cũng sẽ được thuận buồm xuôi gió. Dù có phát triển trên cái nền tảng cũ hay mới thì cũng đều có cái lợi, lợi nhuận cao. Nói chung ấy, đây cũng là cái thời điểm thích hợp cho những ai mà muốn khởi nghiệp kinh doanh, mạnh dạn khám phá cái bước đi mạo hiểm, hứa hẹn sẽ có những cái trải nghiệm bất ngờ đối với những người tuổi ngọ. À thưa quý vị, nói chung ấy trong thời điểm này thì cái họa thị phi nó cũng khá là nhiều do cái hung tinh nó mang lại à, Trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải cẩn trọng khi mà chọn người hợp tác làm ăn Tránh những mâu thuẫn gây bất lợi cho công việc à, Thưa quý vị, nói chung ấy trong cái thời gian từ nay đến rằm Tức là 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch Thì cái tài lộc của những người tuổi ngọ cũng sẽ được hanh thông Đấy Dấu hiệu dễ thấy nhất là cái cảm giác kiếm tiền của các bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết Không còn gặp phải những cái trở ngại như thời gian trước đó nữa À, nói chung ấy mưu sự thì dễ thành dù quá trình làm việc có thể gặp đôi chút cái trở ngại cái rắc rối do họ tiểu nhân đã mang lại nhưng mà vẫn thu về cái kết quả khá là tốt ngoài cái nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại thì những người tuổi ngọ có thể có thêm một vài cái nguồn thu nhập khác từ công việc làm thêm cái việc đầu tư những cái kênh đầu tư này cũng sẽ mang đến cho những người tuổi ngọ cái nguồn thu nhập ổn định chất lượng cuộc sống vì thế mà cũng được cải thiện chi tiêu thì cũng dư giả hơn trước rất là nhiều cái mức độ tiêu hao tiền bạc của những người tuổi ngọ trong thời gian này nói chung cũng không quá nhiều. Thu chi cân đối, đương số cũng tiết kiệm được thuận lợi, tích lũy được một khoản khá khá. Vậy nên yên tâm cho một vài cái kế hoạch sắp tới. Như người ta vẫn nói, cái việc lắng nghe ý kiến của những người khác sẽ có lợi rất lớn cho các bạn. Đặc biệt là những người có kinh nghiệm. Và lời khuyên dành cho những người tuổi ngọ trong thời gian này là hãy luôn mở lòng mình tiếp thu ý kiến của những người khác. Chắc chắn cuộc sống của các bạn cũng sẽ được cải thiện rất nhiều trong tương lai. À, và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ thì các bạn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ đó là con giáp may mắn thứ ba Tiếp theo con giáp may mắn thứ tư trong 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi thân. À kính thưa quý vị, những người tuổi thân bước sang cái 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch thì sẽ được thần tài mở cửa đón đón nhận. Cái điểm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cũng đón chào cái ngày mới cực kỳ là vui vẻ. Càng về gần rằm tháng 2 âm lịch ý, thì cái vận may của các bạn càng được bùng nổ hơn cả cái mong đợi. Nói chung ấy, trong khoảng thời gian này thì những người tuổi thân thường có tính cách rất là nhanh nhẹn, lanh lẹ và khôn khéo như đúng cái bản chất của họ. Họ sống rất là lạc quan và luôn cởi mở, vui vẻ với mọi người xung quanh. Ngay cả khi gặp những khó khăn chắc trở trong cuộc sống thì những người tuổi thân vẫn luôn vững vàng, giữ vững cái ý chí và sẽ vượt qua được mọi trở ngại khó khăn đó. Mặc dù vậy thì hầu hết những người tuổi thân thường có tính cách khá là nhạy cảm, đặc biệt với những người tuổi thân ấy, thì họ thường dễ bị cảm xúc chi phối đấy hoặc là những cái chi phối bên ngoài ảnh hưởng đến công việc. Ở trong thời gian này thì những người tuổi thân rất thông minh nên là luôn biết cách giữ cái hòa khí trong tất cả các mối quan hệ và những trong những cái cuộc trò chuyện. với cái tính cách này cùng với cái sự hào phóng rộng rãi vốn có thì những người tuổi thân ấy cũng sẽ rất được lòng mọi người xung quanh. công việc cuộc sống của các bạn đều có những cái khởi sắc nhất định. Những người làm công ăn lương thì được lãnh đạo tin tưởng trọng dụng. Những người tuổi này cũng đang được lợi thế hơn trên cái con đường làm ăn cũng như là con đường tiến thân. Nhìn chung ấy, trong 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch thì nó cho thấy những người tuổi thân có vận số khá là may. Với cái tính cách vui vẻ hoạt bát, những người tuổi thân có thể hợp tác làm ăn kinh doanh với nhiều người khác để đạt được cái thành công lớn hơn. Những người tuổi thân đặc biệt có tài trong lĩnh vực kinh doanh buôn bán. Họ có đầu óc tư duy nhạy bén, nắm bắt được cái thị hiếu tốt cùng với cái khả năng giao tiếp xây dựng cái mối quan hệ rộng rãi. Những người tuổi thân thường đạt cái thành công rực rỡ trong cái sự nghiệp của bản thân. Tuy họ cũng phải trải qua rất nhiều cái vất vả, thăng trầm thì mới đạt được cái mục tiêu trên, cái con đường công danh của mình. Nói chung ấy từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch thì những người tuổi thân thường có cái tính tự đắc sau khi đạt được một số cái cột mốc nào đó trên con đường công danh sự nghiệp thì đây cũng là cái yếu tố mà những người tuổi thân ấy cần phải khắc phục để duy trì cái sự nghiệp lâu dài và bền vững hơn nếu mà kiên trì quyết tâm cho công việc và khắc phục được những cái mặt hạn chế của bản thân thì họ sẽ có một cuộc sống sung túc sau này tài chính cũng sẽ thì nhiều vô kể đó đặc biệt trong thời gian từ nay đến rằm tháng 2 lại gì là một cái thời điểm cực kỳ có lọc cho những người tuổi thân nếu muốn tiến thân ở trong mọi cái lĩnh vực của cuộc sống nói chung ấy trong thời gian này thì may mắn bất ngờ nó tìm đến càng chăm chỉ cải quốc thì những người tuổi thân lại càng có lộc lá à, trong khi đó những người làm kinh doanh buôn bán cũng sẽ chốt được nhiều đơn hàng chốt được nhiều thương vụ lớn với cái sự may mắn giàu có đầu tư hợp lý và những quyết định sáng suốt những người tuổi thân sẽ càng ngày càng có nhiều cái tiền dư trong tay à, các bạn làm ăn thì rất kỹ tính nhưng lại công bằng nên là tiền bạc luôn sòng phẳng khó bị người khác tìm ra kẽ hở. À, nói chung ấy trong cái công việc trong cuộc sống thì những người tuổi thân thường lựa chọn những cái công việc yêu thích và đối phương có ngoại hình ưa nhìn. À, trong thời gian này thì những người tuổi thân cũng dễ bén nhân duyên với những người độc thân. Hầu hết những người tuổi thân thường đến với nhau do cái sự tìm hiểu đấy. Vì vậy họ có cuộc sống hôn nhân khá là hạnh phúc viên mãn. À, tuy nhiên ở trong thời gian này thì những người tuổi thân ấy Nói chung đòi hỏi khá cao trong cuộc sống vợ chồng với những người bạn đời của mình Họ luôn muốn được quan tâm, chia sẻ và hâm nóng với tình cảm Vì thế để mang lại cái may mắn hạnh phúc tài lộc cho mình Thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, tý thìn để được trợ mệnh hộ thân Vòng nó được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân đó là con giáp may mắn thứ tư tiếp theo con giáp may mắn thứ năm trong 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi mùi à, quý vị thân mến nói chung ấy trong cái thời gian từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch thì đây là cái thời điểm rất thích hợp để mưu cầu đại sự công danh cầu tài lộc À, khi mà các tín hiệu tích cực nó đến với những người tuổi mùi, hình như trong thời gian này thì những người tuổi mùi nói chung ấy không cần phải nỗ lực, không cần phải cố gắng nhiều, nhưng mà ấy, các mối quan hệ tốt đẹp nó mang lại cũng như là cái dấu hiệu tích cực về cái tài lộc sẽ khiến cho các bạn trở nên giàu có sau một đêm. Thực ra ấy, các bạn không cần phải lo lắng quá, cấp trên hoặc là người các bạn thích ấy, cũng sẽ có cái sự nhìn nhận và nắm bắt được những cái nỗ lực, những cái cố gắng của các bạn. Chỉ cần các bạn kiên trì không bỏ cuộc, cuối cùng những người tuổi mùi cũng sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Và trong 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch thì tài lộc biến động nói chung là cũng khá là lớn nhưng thiên về cái chiều hướng tích cực và cực kỳ là bền vững. Dù các bạn làm trong bất kỳ cái lĩnh vực nào, làm công ăn lương hay làm chủ ấy, hoặc là giữ ở cái vị trí gì đi chăng nữa thì chỉ cần bỏ công bỏ sức lao động sẽ nhận được những thành quả xứng đáng. Với những người làm công ăn lương thì cũng sẽ được nói chung là cấp tinh nó chiếu mệnh các bạn sẽ hoàn thành xuất sắc những cái nhiệm vụ được giao mà như vậy thì chắc chắn các bạn sẽ nhận được không ít những cái tiền thưởng nóng tiền hoa hồng cấp trên cũng sẵn sàng tưởng thưởng cho những cái nhân viên xuất sắc cẩn mẫn tài năng như các bạn nếu mà tin tưởng vào bản thân và những cái gì mình đã gặt hái được cho tập thể thì các bạn cũng có thể mạnh dạn và chủ động đề bạt cái mong muốn được tăng lương đối với cấp trên khả năng cao cũng sẽ được phê duyệt không ai lại không muốn giữ những cái người tài năng và có cái phẩm chất như các bạn với những người làm kinh tế thì nói chung ấy cũng có nhiều cái cắt tinh nó chiếu mệnh nó cũng sẽ giúp các bạn hóa giải nhiều khó khăn gặp phải trên con đường công danh sự nghiệp cũng như là trên con đường làm giàu quý nhân luôn xuất hiện những cái lúc các bạn cần nhất cứu các bạn thoát khỏi một cái bản thua trông thấy nói chung ấy những người tuổi mùi là những người cởi mở tốt tính nên sẽ xây dựng được nhiều cái mối quan hệ xã giao tốt đẹp các bạn không những tìm được những cái đối tác phù hợp cùng chung cái chí hướng với mình ấy, mà còn được người khác giới thiệu cho những cái mối làm ăn đầy triển vọng. Và trong thời gian từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch là cái thời điểm tốt cho những người tuổi Mùi muốn cầu danh lợi, thi cử hoặc là giải quyết những tranh chấp, kiện tụng ấy cũng sẽ được giải quyết một cách êm xuôi và quý vị cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Vì thế, để gia tăng thêm cái vận may tiền bạc tài lộc trong thời gian tới, thì những người tuổi mùi cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tâm hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn thứ năm. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong 3 ngày trước rằm tháng tháng 2 âm lịch. Và trong 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch, chúng ta sẽ có 5 con giáp được nhiều cắt tinh để chiếu dọi, Đấy, được thần tài che chở, thần may mắn gọi tên. À, dễ có cơ hội đổi đời giàu có sau một đêm, đó chính là những tuổi sau. Một là tuổi dần, hai tuổi dậu, 3 tuổi ngọ, 4 tuổi thân và 5 là những người tuổi mùi. Đó là những con giáp dễ trở nên giàu có sau một đêm trong 3 ngày trước rằm tháng 2 âm lịch. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.